Chăm sóc lan hàng ngày như cứ cây chăm cây và quan sát nó ra hoa, đó cũng là một cái việc giải tỏa căng thẳng sau những giờ làm việc mệt mỏi. Có bạn nào yêu thích hoa lan giống mình không nè, cùng ngắm hoa với mình nhé. Thank you.